Từ Vi Đức Thắng xin chào anh chị Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số của nữ mệnh sinh năm 1995 Cụ thể người dương lịch ngày 19 tháng 10 năm 1995 Giờ là giờ thìn âm lịch 26 tháng 8 Tháng 8 này là tháng 8 nhận anh chị nhé Tôi năm xem 2022 Năm năm nhâm dần tuổi là tuổi 28 Đang ở trong cái đại vận 24 à, Đại vận này chính xác không xấu đâu anh chị nhé chị không ngoài hóa kỵ này bị gặp triệt rồi mặc dù vẫn là vẫn không kiếp đấy nhưng mà tuổi 24 chưa có gì mà gặp không kiếp âm dương hóa kỵ sáng như thế này tượng là tượng mây ngũ sắc tượng là tượng rất sáng chứ không xấu gì cả nhưng mà dù sao địa không địa kiếp khi mà có rất nhiều thì cũng sẽ có sự mất mát còn khi mà không có gì mà vào cái đại vận từ 24 đến 33 đi thì là một cái đại vận tốt chứ không xấu gì cả cái bộ cách cơ cự đồng nó rất hợp với bộ cách âm dương lương chứ không xấu gì cả anh chị nhé 34 này, 44 này, 54 này. 64 này, rồi. À, tuổi âm, mệnh đóng ở cung âm như âm dương thuận lý, âm dương thuận lý là thiên đồng thanh long thiên mã tràng sinh như vậy là tốt rồi. Tốt rồi, tiếp theo này. Mệnh khắc cục, mệnh khắc cục nhưng được cái môi trường thiên di là thiên lương, cộng hóa quyền tả phù hữu bật, cộng tứ linh nhưng mà có không kiếp thì nói chung 50 50 nhưng mà cơ bản cái bản cung là tốt. Đến cái vận này cơ bản là cũng cát chứ không xấu gì cả. Tuy là nói là cát nhưng mà có nhiều rủi ro vì tam phương tứ chính vẫn là vận à, địa không địa kiếp nó chiếu về. <laughs> tiếp theo thân cư tài bạch, thân cư tài bạch à, mệnh thiên đồng phúc tinh. Mệnh thì là bạch thủ thành gia, thân cư tài bạch có hỏa tinh phục binh tăng môn. Thân cư tài bạch thì dễ kiếm tiền, dễ làm ra tiền nhưng mà dễ bao nhiêu thì dễ bị lừa bấy nhiêu đấy chính là con phục binh. Rồi tiếp theo hỏa tinh thì cũng chủ chủ về rủi ro, chủ về thất bại, chủ về cháy nổ đấy, tang môn hay suy nghĩ, hay buồn phiền, hay lo âu. Rồi là tiếp theo thân cư tài bạch lại là mộ khố thân cư tài bạch lại là hỏa tinh thế nên càng sau này là cô này lại càng nóng tính hỏa tinh địa không chiếu về anh chị nhá. Thiên đồng thì hơi đồng bóng một chút hay thay đổi một chút về cơ bản là rất rất thiền lành, rất rất thiện lương thiện tính. Nhưng mà thiên đồng thì hay thay đổi hay đứng núi này trông núi nọ tính nó hơi trẻ con một chút. Rồi thân cư tài bạch như vậy, sau này cẩn thận rất dễ bị lừa nha. Cùng nô bộc lại tử vi thiên tướng toàn chơi với người cao tay. Toàn chơi với những người nếu mà cao cao hẳn thì lại thành tốt tử tướng hóa khoa rất nhiều người có uy danh, có chức vụ, có quyền hành và rất đứng đắn, rất đàng hoàng, Đấy, học vấn cao, kiến thức giỏi, tư duy tốt, tiền nhiều, nhưng mà chơi với các cái đối tượng loằng ngoằng là rất dễ bị à, lừa về mặt tiền bạc này, phục binh này, tính lại hay thiên người, tính lại hay cả tin cả nề tính lại hay à, thay đổi. rồi chúng ta đi vào cuộc cung mệnh của bạn này, điểm danh chút một chút về sát tinh của bạn này, hình như tôi điểm danh rồi sao? địa không này, địa kiếp này, à, tuổi gì nhỉ? tuổi ất thì lộc tồn ở đây, kình dương ở đây, đà la ở đây. À, linh ở đây hỏa ở đây vừa nhìn thấy này linh ở đâu à, linh uh, tinh ở cung phụ mẫu xem ra cái sự nóng tính này là gen của bố gen của mẹ rồi hóa kỵ ở, gặp âm dương thì tốt rồi thiên hình cung uh, huynh đệ này thiên không cung tật ách thì cũng tốt thôi rồi phục binh tướng quân thì đi với phục binh lộc tồn này lực sĩ này thanh long tiểu hao là tướng quân ở đây thì phục binh cung tài bạch à, vừa điểm danh xong rồi mệnh thiên đồng, thiên đồng thì nói chung là lành lắm anh chị ạ, thiên đồng thì hay thay đổi, thiên đồng thì là thuộc thủy, ấy. thiên đồng thì hơi ấu trí một chút, thiên đồng thì hơi trẻ con một chút, thiên đồng thì thích ăn ngon mặc đẹp, thích đi chơi, thích đi du lịch, đặc biệt là thiên đồng đi với thiên mã gọi là chơi bời du thủy du san đấy, thì gọi là ngao du sơn thủy đấy, bốn biển là nhà chính là cái cái lá số cô này này thiên đồng đi với thiên mã đi với chàng sinh nhưng mà được cái cộng với thanh long thì rất may mắn. Và cũng rất thông minh thiên đồng thiên đồng mắt lớn lưng dày mà móc vóc người mập mạp diện đầy phương viên tâm cao trí lại nhưng hiền không cao ngạo dấu bút nghiên thực tài nói chung thiên đồng khá là khiêm tốn cũng rất là thông minh thiên đồng ví như là thần đồng thiên đồng ví dụ thông đoàn thần đồng thì là thông minh rồi thần thiên đồng thì là bạch thủ thành gia rồi ừ. thiếu niên nhi đồng thì hay thay đổi hay thích thích cái mới à, hay thay cũ đổi mới rồi thích cái thích à, ăn uống vui chơi giải trí cũng thích đồng thích tụ họp bạn bè cũng chính là thiên đồng hay thay đổi cũng là thiên đồng đứng núi này trông núi nọ cũng là thiên đồng Đồng bóng một chút cũng là thiên đồng Đấy là thiên đồng này Đi với thanh long Thanh long thì thường thường là mặt mũi cốt cách Con người nó sang trông nó đẹp Thanh hạn mà đến thanh long thì nói chung là nó may mắn Nó cơ biến Người mà có thanh long mệnh thì xử lý các vấn đề nó nhanh nhẹn Nó hoạt bát Rất là tinh tế cơ Rất là cơ biến đấy Thanh long cơ biến đủ điều Tấu thư nói ngọt Nhiều người dễ nghe Đấy chính là cái sao này Tiếp theo là thiên mã ở đây là mã Ở đây lại là mã hỏa Cô này lại là mệnh hỏa Thế nên là đây phải là một con người rất ý chí rất năng động chỉ mỗi đội là hay, tính cách nó hay thay đổi thôi thiên mã thiên mã thủ mệnh vẫn tiệp đa năng cơ mà thiên mã thì rất tài năng thiên mã thì rất thích đi lại thiên mã là ngựa là xe thế nên tượng sau này là xe cộ các thứ là đầy đủ đi lại là tốt này mã ở đây là mã tràng sinh ngựa là ngựa có sức sống thế nên là đồng thiên mã à, tuy là nó không phải là tài tinh nhưng mà nó ảnh hưởng đến công danh tài lộc rất rất mạnh anh chị nhá đấy chính là tổ hợp thanh long đi với thiên mã đi với chàng sinh đấy À, đấy, thôi, hôm nay lại gọi vui một cái kiến thức mới. Thanh Long đi với Thiên Mã người ta gọi là Bạch Long Mã. Bạch Long Mã ai cưới thì anh chị biết rồi. Thanh Long đi với Thiên Mã rất là hay. Tràng Sinh. Tràng Sinh thì sống là có tâm, có đức, sống là biết trước biết sau, sống là lo được cho mọi người, lo lo được cho bản thân, gia đình, xã hội, sống là có trách nhiệm, chính là cái bộ sao Tràng Sinh Đế Vượng. Tràng Sinh Đế Vượng vốn dòng thiện lương đấy. Đấy, tràng sinh đế vượng nó hay lắm anh chị nha Tràng sinh là một cái khởi đầu của sự sống Tràng sinh, cái tổ hợp sinh vượng mộ là một cái chặng đường dài thế nên người mà có sinh vượng mộ thì nói chung là cái cá tính nó chung nó hiền lành nó tốt đẹp nói chung tính cô này rất hiền lành sau này dễ mắc phải những cái làm ơn mắc oán lắm thì nên là xem xong là số tử vi thì nên cẩn thận một chút mã đi với chàng sinh đấy thiên mã thì nói chung ngoại giao giao dịch đi lại xuất hành cầu tài cầu lộc là có lợi chính là thiên mã đấy đi nước ngoài rồi đi nước trong đều được hết ra khỏi quê hương rất hợp cách với cái bộ sao mã đi với chàng sinh và số sau này làm việc là làm việc những cái ngành nghề mà là hay phải đi lại hay phải thay đổi tính chất thay đổi tương đối thường xuyên về cung quan lộc thì cơ cự nhưng hơi tiếc là gặp tuần một chút có hóa lộc thì có tốt rồi thiên cung thiên di thiên lương gặp hóa quyền thì cũng may tả phù quốc ấn thái tuế Đó. thiên di hoa cái hỷ thần thiên di phụ bật quý nhân yêu về ra ngoài sẽ rất rất nhiều quý nhân cung thiên di này là thiên lương này hóa quyền này đi với tả phù này đi với thái tuế đi với tư linh đắc là đắc khoa quyền lộc cung nô bộc đắc khoa quyền lộc cung quan lộc cũng đắc khoa quyền lộc anh chị nha ba cung nó liền nhau này hóa lộc này hóa khoa này hóa quyền này đấy tuổi ất tuổi ất là gì lối ăn tứ hóa là gì cơ này lương này đế đế tức là tử vi này nguyệt thái âm âm dương gặp kỵ thì là tốt rồi đấy ba cung này là đắc khoa quyền lộc thế như vậy là cung nào cũng tốt có mỗi điều là cung quan lộc thì cung quan lộc thì ở cung dậu cung dậu là cung âm bạn này sinh năm âm thế nên có tuần nó ảnh hưởng hơi mạnh thế nên trước là trong đường trong cái đường công danh nó sẽ hơi vất vả một chút nhưng mà thiên đồng thì là bạch thủ thành ra đấy thiên mã thì rất năng động rất sáng tạo ngành nghề hợp thì rất nhiều ngành nghề ví dụ thiên đồng thiên đồng là chủ thiên đồng cái tổ hợp thiên đồng đi với thiên mã đi với tràng sinh như thế này thì những ngành nghề liên quan đến du lịch là hợp lý nhất anh chị ạ du lịch anh chị ạ đấy. du lịch khám phá chính là cái tổ hợp sau này rất hợp nói về hợp cách nhất với cái lá số này theo tôi là đánh giá là về ngành nghề du lịch rồi đấy là cung mệnh nha cái tố chất ví dụ thích ăn ngon mặc đẹp này, thích uh, vui chơi này, thích tụ tập bạn bè này, khiếu ăn nói tốt này, nhanh nhẹn hoạt bát chính là cái sao thiên đồng này, nhưng mà hay hay thích thay đổi, hay thích thay đổi cứ đưa du lịch khám phá là thay đổi rồi là hợp lý nhất rồi, tí sang cung quan lộc ạ. À rồi cung quan lộc cung quan lộc cũng chỉ là ngành nghề cung quan lộc có mà cơ cự hóa lộc đáng ra rất tốt này nói ra tiền này nói ra rất nhiều tiền chính là cự môn điều hóa lộc cự môn là cái miệng này cự môn là ăn nói cự môn là đối ngoại cự môn là đối ngoại đối nội đối ngoại cự môn là tài ngoại giao cự môn là tài tổ chức cự môn là tài sắp quản lý nhân sự cơ cự thì liên quan đến trí tuệ máy móc thủ công đấy cự môn thiên đồng cái tổ hợp cự môn thiên đồng thì đi vào những cái ngành nghề liên quan du lịch liên quan đến ăn nói liên quan đến marketing bán hàng rất hợp đặc biệt là hóa lộc thì lộc mã lộc mã ở đây thì có thể là kinh doanh buôn bán được nhưng mức độ là nó vừa phải thôi chính là cái lá số này mệnh thiếu ổn này mệnh đồng lương tị hợi này nói chung thường thường là rất xinh gái mặt là dễ ưa thiên đồng rất xinh gái anh chị nha đó thiên đồng ngày xưa thiên đồng là gì là vị quan coi quản quản cái đường ăn uống của vua quản cái đường ăn uống nhậu nhẹt vui chơi của vua thế nên là mặt mũi các thứ tinh thần ăn uống nó phải hơi cao là cái tổ hợp này Đấy, thiên cơ chủ về máy móc, thiên cơ chủ về trí tuệ Còn những cái nghề nghiệp liên quan cơ cự thì rất nhiều Đặc biệt với cái thiên cơ của ngày nay Thiên cơ của ngày nay thì nó sẽ là công nghệ thông tin anh chị nha Là một cái ngành nghề rất hợp Còn cự môn thì là về liên quan đến ăn nói, liên quan đến nhân sự rồi Hóa lộc thì cự môn đi hóa lộc Có thể kinh doanh buôn bán về mặt máy móc các thứ Đế vượng cung quan lộc thì cung đường quan lộc càng ngày càng tốt Điếu khách cự môn đi điếu khách thì cô này trong công việc ngoại giao tốt đấy, Chén thủ chén rượu chén trẻ là cũng chơi được hết chính là cự môn điếu khách có thể vẫn ngồi trên bàn khách bình thường uống hay không thì tôi không biết nhưng mà ngồi trên bàn khách là tiếp khách đơn giản cự môn điếu khách điếu khách cờ bạc xong chơi xa gần mà đấy chính là cái điếu khách điếu khách chỉ đơn giản là ngoại giao ăn nói chơi bời một chút trong trong công việc thì đôi khi nó phải thế anh chị ạ cung quan lộc này còn đắc khoa quyền lộc thế nên là càng ngày nó sẽ càng tốt thôi vào vận 24 là bắt đầu tốt rồi rồi tiếp theo vào vận 34 thì tí tôi sẽ điểm danh sau vận cung quan lộc là như vậy nhá tiếp theo cung tài bạch thì là vô chính diệu vô chính diệu lại là âm dương gặp kỵ cơ cự Đấy, gặp hóa lộc gặp thanh long thiên mã giáp là gì giáp bát tọa giáp tam thai hỏa tinh ở đây hỏa tinh đi với địa không đi với âm dương như thế này cô này làm công nghệ thông tin rất hợp mệnh này nếu mà cho ngồi nghiên cứu thì sự thực sự nó không hợp mấy cần về sự quyết tâm rất cao độ tại vì thiên đồng bẩm chất nó thông minh nó tính nó hơi lười nó không chịu khó cho lắm còn nếu mà làm về nghiên cứu máy móc công nghệ thông tin rất là hợp cách tại vì âm dương đi với địa không đi với hóa kỵ đi với hỏa tinh đi với thiên cơ chủ về những cái ngành nghề liên quan đến điện nhiệt lửa ánh sáng liên quan đến máy móc công nghệ thông tin đấy chính là ngành nghề mà cái cung tài bạch cung tài bạch là cái gì là cái là tiền bạc nhưng mà phải có ngành nghề có công việc nó mới ra tiền bạc tài bạch vô chính diệu thì nó thường là đa ngành đa nghề và cái cung tài bạch này là nó có thiên mã ở đây thì nói chung ngành nghề nó biến động tương đối nhiều Đấy, thiên mã có thể là kinh doanh về liên quan đến xe cộ, xe máy, xe đạp, xe ô tô vân vân chính là thiên mã. Cô này sau này có thể đi kinh doanh buôn bán ô tô được. Đấy, trên thiên mã ở thủ mệnh nó là như vậy. Cung tài bạch là như vậy nha, đôi khi lại cung thiên di, thì thiên đồng, thiên đồng cũng có thể dạy học được, cơ cự cũng có thể tham gia vào giảng giáo viên giảng dạy học, đồng lương ở tị hợi, đồng lương ở tị hợi thì có thể làm những ngành nghề liên quan công tác xã hội. À, công tác xã hội rất nhiều ngành nghề liên quan công tác xã hội Thấy chị nhá rồi chúng ta sang cung Phúc Đức Đây Phúc Đức âm dương kỵ gặp tuần Gặp tứ linh gặp không gặp kiếp gặp lộc tồn Như vậy tốt xấu đi đôi lẫn nhau Địa không địa kiếp hóa kỵ hỏa tinh Tức là trong dòng họ lắm cái tranh chấp lắm cái thị phi Âm dương đi với kỵ hiện tượng là mây khú sắc Tức là trong dòng họ là lắm nhiều người Nhiều người tài năng lắm người trí tuệ Đấy, địa không đi với địa kiếp là có hiện tượng là có sự mất mát, có sự cướp đoạt, có sự tranh đoạt trong dòng họ, chính là cái tổ hợp này trong dòng họ mà có tổ hợp tứ linh thì lắm người chính trực lắm người đàng hoàng lắm người có tư tưởng sứ mệnh cao tiếp theo là có lộc tồn ở đây ờ, âm dương gặp kỵ là rất thông minh và rất hiển đạt gặp lộc tồn thì có rất nhiều người giàu có rất nhiều người khá giả nhưng cả địa không địa kiếp thì người ta nói là có cái hiện tượng mất mát sớm chính là cái cung phúc đức này tốt xấu lẫn lộn nhưng mà khi tổ hợp âm dương kỵ địa không như thế này mà gặp triệt như thế này rồi thì yên tâm là phần tốt nó nhiều hơn chính là cung phúc đức này nhá phúc đức mà có âm dương ở cung mùi như thế này cũng rất hợp với mệnh hỏa tiếp theo chúng ta sang cung phu ui giời, cung phu này thì rõ ràng là xấu rồi cung phu tả phù bật gặp địa kiếp gặp lục tồn gặp tứ linh gặp thai thai à thai đi với địa kiếp nói chung cẩn thận các vấn đề liên quan đến tình duyên rất dễ bị lừa là cái thứ nhất cái thứ hai tả phù bật đi với địa kiếp là hiện tượng là có hai đời chồng thế nên rủi ro rất cao là hai đời chồng đấy đời đầu tiên là thai đi với địa kiếp là tình duyên ban đầu cực kỳ sóng gió sóng gió rất gian nan rất nguy hiểm à? Mặc dù cung phu này là đắc lộc tồn đắc khoa quyền lộc nhưng mà gặp địa không địa kiếp ở đây nói chung là tình duyên là càng ngày càng gian nan càng ngày càng vất vả rồi. Đắc là cũng đắc tam không nữa chứ không ít gì đâu anh chị nhá. Đây triệt không thì địa không, triệt không địa không cung phu đức này. Tiếp theo là gì? Địa tuần không này mà đắc là đắc khoa quyền lộc nhưng mà nói chung là gặp địa không địa kiếp thì nó vẫn xấu bình thường. Đấy, gặp địa không địa kiếp vẫn xấu bình thường thế nên là khi mà xấu rồi thì bắt đầu lại sang cái chuyện là hữu bật Tả phủ hữu bật là có người thứ ba sen ngang đấy chồng có lộc tồn thì nói chung là tài năng đắc là đắc tam không âm dương là âm dương sáng lại cả khoa quyền lộc lại cả tứ linh nhưng à, nhiều khi là vì một lý do nào đó mà nó không hợp nhau rất rất khó định lượng anh chị nha nhưng mà có tổ hợp mà địa không địa kiếp đi với tả phủ hữu bật là tượng tình duyên nó không được bền lâu và dễ lấy sang người chồng thứ hai sang người chồng thứ hai thì nó nó khá hơn nó xem cung quan lộc cung quan lộc bình thường mà có cơ cự thì xung khắc về lời nói rất nặng nhưng mà tổ hợp cơ cự hóa lộc thì nó còn khá hơn là tổ hợp địa không địa kiếp hóa kỵ đấy tranh chấp thị phi rồi tranh quyền đoạt lợi rồi vân 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 ở cái cung phu này nói chung cung phu này là không không được tốt đẹp gì cho lắm đấy cung chi tuyệt này tuyệt là rất dễ có con kín đáo này người ta gọi là con hai dòng đấy cung phu này tiếp theo là cung thiên di thiên lương thiên lương đi với hóa quyền đồng lượng cơ đồng lương cơ nguyệt đồng lương đi với hóa quyền là đắc cách rồi lương đi với quyền là tốt rồi lương là phúc, lương là phúc tinh à, biệt hiệu là ấm thế nên là ra ngoài nhận được sự che chở sự may mắn lương đi với quyền ra ngoài nói năng các thứ này cũng nhiều người vị nể chính là quyền ra ngoài là có thực quyền hơn ra ngoài là nói thực nói rất là thẳng này nói là nói là nói có uy quyền hóa quyền như thái tuế này ra ngoài là nhiều quý nhân trợ giúp chính là tả phủ bật ra ngoài là có quốc ấn ở đây này có chức vị có quyền hành chính là ra ngoài nói chung cô này lập nghiệp ở phương xa rất tốt cái cung phương xa này đắc hóa quyền này đắc lộc tồn này mặc dù là có địa không địa kiếp nhưng cái bản cung này vẫn tốt thiên lương là mộc đối thổ nó rất hợp với cái mệnh hỏa đấy thế nên ở phương xa cũng là tốt cung thiên di này không vướng gì ngoài ra là rất rất nhiều các cái cát tinh À, địa không thì hóa kỵ thì gặp triệt rồi tiếp theo địa kiếp địa kiếp có một con địa kiếp thì cũng không quá nặng nề cho lắm khi mà nó chiếu vào cái cung này nhưng mà hạn đến cung này rất phức tạp chứ không đơn giản hạn đến cung này phất rất phức tạp ở cái điểm là thời gian là 64 này rồi chúng ta sang cung phụ mẫu này tiếp theo cung phụ mẫu vũ khúc thiên phủ đi văn xương đi ân quang thiên quý đi thai phụ phong cáo đi văn tinh rất nhiều sao chủ về ấn điển sắc phong bằng cấp các thứ văn tinh tinh ý thiên chủ là có tài có lộc thiên phủ đi vì thiên chủ thì rõ ràng là có tài có lộc rồi như song hao chi tiêu phóng khoáng rộng lượng vũ khúc thì văn xương vi nhân đa học đa năng lòng đức tốt tâm tốt tính là hiền lành rồi tiếp theo thêm hóa khoa rất nhiều sao công danh khoa bảng như vậy là bố mẹ là cũng ổn cũng khá nói chung là thường nói một cách đơn giản là không giàu có thì cũng dạng khá giả chính là cái tổ hợp hai đại tài tinh mặc dù là gặp triệt ở đây gặp triệt ở đây nhưng mà đây là một cái sự phản ánh thôi anh chị nhá chứ không phải là triệt này là triệt ở mệnh đây là một cái sự phản ánh thông qua cái la số của cô này Tiếp theo cung phụ mẫu này là còn gì cô thần quả tú ở đây Gặp triệt ở đây như là bé là không hợp bố không hợp mẹ ở gần nhiều cái sự xung khắc do gặp triệt rồi Tiếp theo ngoài ra mà gặp triệt này thì bố mẹ Một là bản thân mình phải đi xa để học để hành hoặc là bố mẹ Có những cái ngành nghề công tác gì đó nó xa nhau thì hợp còn ở gần nhau nhiều sự xung khắc do gặp triệt Ngoài 34 tuổi thì nói chung là nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó không như cái tuổi ban đầu À, ngoài triệt ra còn cô quả còn cung phụ mẫu hai đại tài tinh vũ khúc thiên phủ đi văn sương thì quá đẹp rồi vũ khúc uh, văn sương vi nhân đa học đa năng thiên phủ đi với thiên chủ là bố mẹ có lộc ăn lộc uh, lộc ăn lộc để nên, nên, linh tinh là có người rất nóng tính vũ khúc văn sương thì có người rất khôn khéo ân quang thiên quý thai phụ phong cáo hóa qua thì chắc chắn là có một người chắc chắn là có người nào đó rất uh, lắm bằng nhiều cấp các thứ học vị các, các thứ là rất cao tiếp theo là có đào hoa song hỉ chiếu vào đây như vậy là có người rất rất xinh sắn đẹp đẹp là cung phụ mẫu này anh chị nhé rồi tiếp theo cung nô bộc cung nô bộc cũng rất là đẹp cách cục là tử phủ vũ tướng đi cô thần quả tú kình dương đà la linh tinh địa kiếp rất rất nhiều sát tinh à, tử phủ vũ tướng mà rất rất nhiều sát tinh như thế này thì nói chung 50 50 nó tốt thì nó chả tốt mà nó xấu thì nó không xấu bản cung thì đẹp nhưng mà tam phương tứ chính chiếu về là cũng hơi phiền à mệnh cách là cơ cự đồng mệnh cách cơ cự đồng là cái thế yếu tử phủ vũ tướng là thế mạnh như vậy số sau này là số xe phải đi vào về... À, người ta nói là gì làm cho những người mà có chức có quyền chính là cô này càng chức quyền cao thì nó càng lợi cho cái cô này chính là tử vi thiên tướng đi với khoa quyền lộc này hóa lộc này hóa khoa này và cái cung thiên di này hóa quyền này khi cô này ra ngoài thì sẽ gặp được như nhiều, nhiều các mối quan hệ nó phục vụ cho bản thân như vậy còn nếu làm với những cái đối tượng mà nó yếu kém hơn mình một chút này thì đấy chính là địa kiếp này đà la này kinh dương này linh tinh này thì nó sẽ phá hoại mình còn cung nô bộc tử tướng như này tốt anh chị nhá. Cung nô bộc như này lại cả thiên hỉ thần này lắm lắm niềm vui này, hóa khoa này, công danh khoa bảng chức vị quyền hành uy tín của cung nô bộc cũng khá là cao. Nhưng mà khi rất rất nhiều sát tinh nó hội về như thế này thì cũng hãy cẩn thận một chút các cái đối tượng à, bằng mình hoặc kém mình một chút là cung nô bộc này, cung nô bộc này đẹp. Chúng ta sang cung tử tức đi, tử tức là liêm trinh, liêm trinh thì rất mệnh hỏa nhưng mà cung tử tức của người con gái thì nó cũng không nói được nhiều tổ hợp này là tử phủ vũ tướng đi với liêm tham cát hội là hội xương phúc như vậy là liêm tiếp theo hội là hội ân quang thiên quý hội là hội hóa khoa này hội là hội hóa khoa mà cung phu lại có hữu bật cung tử tức lại có tuyệt như vậy tượng là rất dễ có con hai dòng tức là con anh con em con chúng ta tam tai bát tọa thì đông con văn xương văn khúc hóa khoa đông con cô thần quả tú ít con như vậy là đồng chí này sẽ ba bốn con là cái chuyện bình thường đấy liêm trinh thì rất hợp với mệnh hỏa này Tiếp theo con cái mà có liêm trinh tam lang như thế này con trai thì xinh đẹp. À, con con trai thì gì nhỉ? Con trai thì giỏi mà con gái thì xinh đẹp. Thường thường liêm trinh văn võ nó song toàn. Tiếp theo tam thai bát tọa là số lượng đông cô thần quả tú là số lượng ít và cũng chỉ sự mất mát tuyệt là cái sự giấu kín. Đà La, Đà La thì với tuyệt là có cái gì đó một chút về mất mát. Địa giải, địa giải này thiếu âm này quan phủ này. Ngoài ra cung con này là còn hội gì văn xương văn khúc này hai phụ phong cáo ân quang thiên quý sau này xem ra bằng cấp cũng khá là nhiều tiếp theo long đức này hóa khoa này rồi ok cung tử tức là như vậy con trai thì giỏi mà con gái thì xinh đẹp rất là đào hoa liêm trinh tham lam cách cục tử phủ vũ tướng tiếp theo chúng ta sang cung huynh đệ huynh đệ phá quân thì nói chung là sau này anh em ít được nhờ nhau nhưng mà có sao dưỡng ở đây thì chắc chắn là sẽ có người anh em kết nghĩa rất là cao phá quân đi với kinh dương người ta gọi là phá gia chi tử phá rồi lại thành chính là phá quân đi với kinh dương phá quân đi với kinh dương đi với thiên hình phá quân tượng là quân nhân quân đội công an kinh dương đi đi với thiên hình toàn là thanh kiếm như vậy anh em nếu mà làm trong những ngành nghề liên quan đến quân đội công an cảnh sát là hợp lý còn sát phá tham thì có thể kinh doanh được đấy phá quân đi với hồng loan là còn người con gái này hợp cái cung huynh đệ là sát phá tham anh chị nha, sát phá tham hội là gì? Hội đào hồng song hỉ, như vậy trai gái là đầy đủ này, thường là phía các gái nhiều hơn này. Tiếp theo là phá quân thì tất nhiên là tượng là con trai rồi, mặc dù nó là nam đầu nhưng tượng là con trai. Thái âm, thái âm là bắt đầu thì là con gái thì chuẩn xác rồi, mà thái âm cũng chỉ là người con gái tiếp theo là cung huynh đệ này huynh đệ này nói chung là sau này anh em là phá quân để hung tinh hao tinh bại tinh chủ về ly tán chủ về xa xa xôi chủ về không gần nhau tư tượng là sau này khó gần nhau mặc dù là tình cảm rất giạt dào tại vì có sao dưỡng có thể giúp đỡ nhau được nhưng giúp đỡ từ phương xa nguyệt đức cũng tốt thiên tài cũng tài năng kình dương thiên hình thiên tài thiên quan hồng loan nói chung là cũng hay mặc dù là về ở xa nhau nhưng cũng có nhiều cái hay ở cung này có mỗi cái sát tinh là kình dương thôi nhưng mà kình dương tứ mộ thì cũng tốt phá quân tổ hợp sát phá tham đi một chút à, sát tinh thì cũng không xấu gì cả. Cũng chỉ ở đây đắc địa anh chị nhé. rồi cũng tật ách tật ách mà có thiên không mà có đại tiểu hao như thế này thì nói chung là bệnh tật là nó ít thiên không là không có đại tiểu hao là nó hao bớt đi bệnh khôi Việt thì là có quý nhân trợ giúp trong bệnh đào hoa là cẩn thận bệnh liên quan đến những cái gì liên quan đến con gái một chút âm đặc biệt là âm dương nó, nó gặp địa không gặp hóa kỵ như thế này đấy cái chuyện là con gái hơi cẩn thận một chút là được không vấn đề gì cả có đào hoa ở đây tam thai bát tọa không vấn đề gì cả này thiếu thiếu, thiếu dương đi với thiên không này thiên thọ này tử này thất sát thất sát là thanh kiếm hình ảnh dao gươm kiếm kích thì nói chung cẩn thận các cái vật kim loại sắc nhọn thôi thất sát ngũ hành thuộc kim cũng cẩn thận các bệnh liên quan đến À, cái hệ hô hấp à, lời ăn tiếng nói mũi miếc các thứ. Là cung tật ách này tật ách sát phá tham cũng không quá nặng nề gì cả. là có thiên không có song hao ở đây là hiện tượng là nó càng ngày nó càng bệnh tật là nó thuyên, bệnh tật là nó bị hao bớt thiên không là không có rồi. Rồi tiếp theo này không có rủi ro gì nặng ở cung tật ách này tam phương tứ chính thì thất sát thì thiên hình ở bên cạnh lại có phục binh à chính ra tam phương tứ chính thì lại còn có một chút rủi ro ở thất sát đi với kình dương đi với thiên hình cái cung tật ách này ngoài bệnh tật ra nó cũng chỉ là những cái tai nạn chứ không đơn giản anh chị nhá này hội hỏa tinh này hội linh linh tinh này hội kình dương này hội thiên hình à, khôi việt đấy. hỏa linh hội việt ở trong cái bản cung này thì không xấu nhưng mà khi mà hội các cái cung về thì nó có một chút rủi ro nhưng mà yên tâm mệnh người mà mệnh thiên đồng thiên lương thì nó là cái phúc tinh ở trong người thế nên là tai nạn sóng gió là mọi thứ nó sẽ đều qua hết anh chị đã không tai nạn người mà có thiên đồng thiên lương thì cuộc đời làm sóng nhiều gió nhưng mà rồi cũng qua hết chúng ta sang cung điền trạch ạ rồi tiếp theo tuần triệt tuần triệt một cụ cách cụ cũng là sát phá tham mọi kình dương đà la điển hình tham lang à, tham lang nơi ăn uống nơi vui chơi nơi giải trí tham lang là nơi trốn phồn hoa đô hội chính là cái mảnh đất điền trạch này mệnh thiên đồng đi thiên mã thì nói chung nay đây mai đó điền trạch bốn phương, à, tứ hải giai huynh đệ bốn bể là nhà tuần triệt mà đóng ở điền cung thì tư cơ cha mẹ không chuyển đến cho nói chung là à, khả năng cao là bố mẹ sẽ không truyền tài sản cho tại vì có tuần có triệt rồi thiên đồng thì lại là bạch thủ thành ra tay trắng làm nên rồi cung điền trạch cả tham lang mà đi với thiên diêu đi văn khúc đúng là cái nhà này là nơi tụ họp nơi ăn uống nơi vui chơi nơi giải trí tiếp theo cái điền trạch mà có tham lang văn khúc đi với thiên diêu thì thường thường là nhà cửa các thứ hoặc là nơi sinh sống hoặc là công ty thường ở những cái nơi trốn phồn hoa đô hội tiếp theo khôi việt quý nhân thì là sau này sẽ có người trợ giúp về mặt đất đai điền trạch rồi tiếp theo là có ân quang thiên quý à đây có tuy có tuần nhưng mà có quang quý thì thường là có của cha mẹ để lại chính là cái sao ân quang thiên quý văn khúc đi với tấu thư nhà này là cái tình hình là văn hóa nghệ thuật giải trí rất là cao thiên đức phúc đức thì cũng may mắn cát lành thiên đức phúc đức đối với thiên thư quý là có lộc rồi là có đức có phúc có lộc lại cả thiên phúc nữa đường phù. nói chung cũng điền trạch thì không xấu anh chị nhé à, tham lang thì đắc tiện à, tham lang đắc tiện à, gặp tuần gặp tuần tuổi thì là tuổi âm à, điền trạch nó ở tham điền trạch nó ở cung dương thế nên tuần này nó chỉ ảnh hưởng một chút thôi không quá nặng nề nó đủ sức chảy chắn kình dương đà la sát tinh thiên hình cái tổ hợp cách sát pha tham ở cung điền trạch thì sau này có thể kinh doanh về mặt đất đai điền trạch được và giàu là giàu rất nhanh nhưng mà khi mà tham lang gặp tuần thì nó có sự bền vững chứ nó không quá nguy hiểm như là khi nó không gặp tuần gặp triệt gặp tuần gặp triệt thì nó sẽ chậm chế một chút nhưng mà nhưng mà nó bền vững nó ổn định cao hơn ừ, cái vận ba tư là vận thiên không này cũng may mà có sau tuần ở đây này rồi chúng ta sang các đại vận của cái bạn này đi đại vận từ mười bốn đến hai mươi hai mươi ba, mười bốn đến 23, mươi vũ khúc thiên phủ đi với linh tinh như song hao gặp triệt nếu nói về mặt tiền tài là không thuận lợi nếu mặt công danh qua bảng học hành các thứ văn xương gặp triệt, thai phụ phong cáo gặp triệt, ân quang gặp triệt nói chung là công danh tiền bạc các thứ trong cái đại vận này là nó không thuận lợi mười bốn đến hai ba đấy nếu mà đang đi học là học hành nó cũng không thuận lợi nó không được may mắn cho lắm mặc dù được lá số của đương chủ là lá số chủ về chủ chủ về vượt qua sóng gió cũng là rất thông minh nhưng mà khi gặp cái đại vận này thì nó không được như ý anh chị nha văn xương gặp triệt đấy thai phụ phong cáo gặp triệt ân quang thiên quý gặp triệt văn tinh gặp triệt vũ khúc thiên phủ gặp song hao gặp linh tinh gặp triệt đại công danh tài lộc các thứ học hành các thứ trong đại vận này nó không được như ý rồi tiếp theo đại vận 24 này lắm tranh chấp nhiều thị phi nhưng cứ về cơ bản cát lành tại vì sao nó cát lành Thứ nhất là cái tổ hợp cơ cự đồng của bạn này nó rất hợp với cái tổ hợp âm dương lương. Cái thứ hai là âm dương lương này nó đã đắc hóa quyền, nó đã đắc tả phú bật, nó đã đắc tứ linh, nó đã đắc thái tuế. Địa không thì nó gặp triệt rồi. Địa không nó gặp triệt rồi. Cái thứ hai là âm dương gặp hóa kỵ, gặp triệt cũng là càng ngày nó càng tốt lên thôi. Triệt ở đây nó chắn cái con địa kiếp rồi, chắn cái con hỏa tinh, mới chắn con phục binh rồi. À, rồi tiếp theo thì cái khi mà chúng ta tuổi trẻ chúng ta không có gì mà chúng ta ra ngoài đi làm việc mà lại gặp ra địa không địa kiếp thì quả thực là nó không đáng ngại gì cả anh chị ạ thậm chí nó còn biến thành tốt chính là cái vận này tiếp theo cái vận này nhá vận này là vận à, cơ cự đồng này mạnh là cơ cự đồng gặp sát phá tham thì nó không không hợp cho lắm đấy là cái thứ nhất cái thứ hai vận này là vận thiên không vận này vận mà có đào hoa có thiên không thì làm giàu nó rất là nhanh nhưng mà độ rủi ro trắng tay rất là lớn thế nên có làm thì biết cầm cái chuôi cho mình một chút chứ không là có khi trắng tay chính là cái tổ hợp cái con thiên không ở đây nó chiếu về cái vận này còn vận này nói chung không không quá xấu không quá tốt à, không quá xấu tại vì sao không quá xấu không quá xấu mà cũng không quá tốt đấy cái vận này là vận không quá xấu không quá tốt kình dương đà la thì đúng là xấu thật nhưng mà gặp tuần thì nó chắn bớt rồi đấy thiên không cũng là xấu thật nhưng mà gặp tuần nó chắn bớt rồi không quá tốt cũng chính vì sao tuần đấy tuần triệt nó cản trở thì nó biến thành không quá tốt nhưng mà có tuần rồi thì nó chắn được các sát tinh thì nó lại thành không quá xấu nó là cái như vậy nhưng mà vận này vẫn là cái vận thiên không này, vận thiên không thì làm giàu nhanh, làm giàu, giàu nhanh thì dễ phá sản sớm, chính là cái vận này, này. vận 34 này. Còn sang vận 44 chính ra vận này một là một cái vận rất đẹp. Cái tổ hợp tam hợp của nó là cơ cự đồng đi đến vận này nhưng mà vận này gặp tuần rồi cản trở nhiều này. Hóa lộc ở đây gặp tuần này, Đấy, bên cung chính chiếu về là gì? Lộc tồn gặp biện kiếp này, tiền bạc các thứ là tranh đoạt rất kinh này. Tiếp theo phục binh tang môn chiếu về nói chung vận này liên quan đến tài lộc là phải hết sức cẩn thận. Thấy cái sự tranh đấu cái sự cướp đoạt rất là nhiều trong cái vận này. này đầu tư kinh doanh buôn bán thì phải cẩn thận vận này là vận đúng là vận đắc khoa quyền lộc thật nhưng mà, mà tam phương thứ chính chiếu về nhiều cái rủi ro trong công việc trong cái môi, môi trường đi ra ngoài vân vân mây mây các thứ là cái vận này cứ dính đến tiền bạc là bắt đầu tranh chấp thị phi đầy đủ các thứ cả hóa lộc đi với cự môn đi với tuần lộc, lộc tồn đi với địa kiếp thêm nữa có cho một ít hỏa tinh cho một ít phục binh cho một ít tang môn nói chung vận này buồn phiền vì tiền lắm tiền mà buồn phiền chính là cái vận này, song lộc đi với địa kiếp đi với tuần đi với hỏa tinh đi với tang môn buồn phiền vì nhiều tiền. Tiếp theo là cái vận năm tư, vận năm tư thì bán cát bán hung, Đấy, nhưng mà cuối cùng cũng là sẽ cát. Tại vì sao? Vận này là vận tử phủ vũ tướng đắc là đắc khoa quyền lộc là cái thứ nhất công danh khoa bảng quyền hành đầy đủ cả. Có mấy cái điểm xấu là, là linh tinh này, địa kiếp này, kình dương đà la này, thiên hình chiếu về vận lại thiên la địa võng nói chung nhiều sự kìm kẹp cơ bản cuối cùng hóa khoa đệ nhất giải thần tử vi thiên tướng nói chung là những cái tử vi thiên tướng phúc thọ uy quyền tài lộc vận à, vận mà đến tử vi thì nói chung là không công danh tài lộc các thứ nó không thăng không thăng tiến thì nói chung là nó cũng đảm đảm bảo cho con người ta một cái sự an toàn nhất định là cái vận này nói chung vận này là vận trước thì rất là tốt nhưng mà càng về giữa nó càng một chút rủi ro nhưng mà cuối cùng nó, nó hóa giải mọi cái hung nguy chính là đi với tử vi thiên tướng đi với hóa khoa tiếp theo cái vận à, cuối cùng cái vận à, không phải là vận cuối cùng mà cái vận à, tôi sẽ nói nốt cái vận này còn vận 74 là vận à, thất sát đi thiên không rồi thôi cái vận này nên dừng lại chứ không, vận này cũng phiền hà lắm thiên không vận đào hoa đến thiên không thì làm giàu rất nhanh nhưng bại rất sớm vận 64 thiên lương đồng lương gặp hóa quyền gặp thiên mã sáng Đấy, gặp tả phú bật gặp lộc tồn gặp tứ linh gặp thoái tuế vận này thì về cơ bản là tốt mọi sự đều cát lành về mặt công danh tài lộc các thứ khoa quyền lộc ở trong cái vận này. Bạn này để, bạn này đi theo cái chiều thuận chiều kim đồng hồ. Đấy tuổi âm người con gái đi thuận chiều kim đồng hồ cũng như là tuổi dương người con trai. Đây vận vận này cũng khoa quyền lộc này, vận này cũng khoa quyền lộc này, vận này cũng khoa quyền lộc này. Vận này thì khoa quyền lộc lại còn đi với tả phù với bật đi với tứ linh đi với tả hữu đi với thiên mã sáng nhưng mà có địa không địa kiếp có không địa không địa kiếp nên là trong công việc và trong tiền tài thì có nhiều cái sự tranh tranh cạnh nhiều cái sự cạnh tranh nhiều cái sự cướp đoạt nhiều cái sự rủi ro nhưng mà tổng quan lại là cuối cùng vẫn là bình yên vẫn là may mắn bình yên ở cái đại vận này thiên lương thiên lương là phúc tinh hiệu là ấm là sự che chở lương đi với quyền là có khả năng định đoạt được cái có quyền hành có khả năng định được đoạt được định đoạt được cái số phận của mình đấy là cái vận này cái thứ hai mệnh mà là thiên đồng thì nói chung là sóng gió gì sóng gió cuối cùng nó vẫn là phúc tinh rồi cuối cùng nó vẫn sẽ qua hết chính là cái vận này. Về cơ bản là hai cái vận 54 và vận 64 là cái vận nói chung là cũng cát lành, may mắn không vấn đề gì cả. Cái tổng kết cuối cùng là một cát lành may mắn. Còn cái vận này, này vận này là cái vận 34 này giàu nhanh phá sản sớm này cái vận 44 này buồn phiền vì nhiều tiền này càng buồn phiền lại càng nhiều tiền này cạnh tranh này cướp đoạt này tranh chấp này thị phi này, lừa gạt nhau này. linh hồn lượng phục binh ở đây thập diện mai phục hỏa tinh thất bại địa kiếp đi về lộc tồn địa kiếp đấy chính là cái vận này còn vận này thì đỡ hơn một chút mặc dù là có sóng gió bên ngoài rất nhiều nhưng vẫn à, cuối cùng vẫn tốt anh chị nhá vận này từ phủ vũ tướng đắc khoa quyền lộc nhưng mà bên ngoài chiếu về là linh tinh này, là kình dương này là địa kiếp này là đà la này, đó rồi chúng ta sẽ dừng lại đại vận 64. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở là số tiếp theo.